bệnh nó bị xui rồi. Mình thấy vậy chứ thực ra nó còn cắn nó còn nhỏ lắm, ngàn ngón tay mình này chút xíu à. Quay toàn cảnh luôn à. Quay sát luôn rồi coi. Lúc tới đây rồi nó bị đứng rồi, bụng con cắt kê, con thằng lằn nó cương lên nó hết nuốt nổi rồi. Các bạn đang xem chương trình Top Nghe Nhìn với chuyên đề Góc Nhìn Cuộc Sống.